em cho anh hỏi có mi ở nhà không em? Có, em là mi này. À không, em cũng là mi hả? Vâng. Anh cần gặp Diễm My. Em là Diễm My này. Diễm My là sao? Không phải, anh gặp Diễm My ở nhà này nè. Thì em là Diễm My mà. Đùa thôi. Giới thiệu với anh, em là Diễm My, em gái của chị Diễm My. Trông cái mặt là đã thấy ngu rồi. Có nghĩa là như này, chị Diễm My là y dài, em là Diễm My y ngắn. Hiểu chưa? Thông minh lắm đồ ngu ạ. À, thì ra vậy hả? Thôi em gọi chị Diễm My dài giùm anh đi. À, nhưng mà bây giờ thì My dài không có ở nhà, chỉ có My ngắn thôi. À, vậy hả? Vậy thôi anh đứng đây đợi cũng được. Thôi, đứng ngoài này làm gì cho nắng ra, vào trong nhà cho mát. Thôi, sao mà được em. Về My dài giết anh chết. Giết cái gì? Chỉ vào nhà đợi thôi mà. Đi vào đi anh, vào cho mát. Đi mà. Thôi, đợi để em dắt cái xe vô luôn. Anh, vào đây đi anh. Nóng quá. Sorry anh, hôm nay cúp điện cho nên hơi nóng. Anh đợi một tí em đi lấy nước nhá. Anh nóng không? Cởi áo ra đi. Không em, anh thấy bình thường, anh ổn mà. Thế anh uống nước đi. Anh cũng chưa khát lắm nữa. Thôi em cứ uống đi ha. Thế em uống trước nhá. Làm cái gì cho nóng hơn đi. Nhưng mà... Nhưng gì? Chị em không biết đâu. Đây mà anh. Chúc mừng anh. Anh đã vượt qua được bài kiểm tra của em. Chuyện này là sao? Thì nãy giờ em ở trong nhà nè, em cố tình kêu em gái của em ra để thử lòng anh đó. Nhưng mà không ngờ anh lại là người đàn ông chung thủy như vậy. Em thiệt là hạnh phúc khi là bạn gái của anh. Em yêu anh quá à. Thấy sao mấy đứa? Năm mùa anh. Ủa ba, sao bà ở đây? Lâu lâu tao tới thăm mày không được hả? Giao cho mày cái nhà mấy chục tỷ rồi, ghé coi mày phá tới đâu. Nhìn còn ra cái nhà cũng mừng rồi. Ba anh. Dạ chào chú. Chào cô. Mày đi hát chơi đi. Dạ thôi ba, con để con nói chuyện với ba. Nói gì? Ở đâu nói? Nín. Đi. Ra làm sao? Dạ con đi. Cô ở lại. Ngồi xuống đây tôi nói chuyện chút. Con hả? Đúng. Cô. Mời ngồi. Dạ. Tính tôi không có lòng vòng ha. Vô thẳng vấn đề luôn. Bây giờ là cô chia tay với con trai tôi đi. Chia tay là sao chú? Thật ra con với lại... Con cái gì mà con, đừng có lý do lý trấu gì hết ha. Bây giờ cô chia tay nó là đôi bên cùng có lợi. Được chưa? Không phải chú ơi, chắc chú hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm cái gì? Con gái như cô cặp với con trai tôi thì cũng tại vì lý do nó là con của tỷ phú thôi. Tiền thôi chứ gì. Đây nè, tôi gửi cô 1 triệu. Cầm lấy. rồi biến. 1 triệu. Thái độ ha. Ok rồi đấy. 10 triệu. 10 triệu. Trời đất ơi. Rồi được rồi. 100 triệu có đủ không hả? Cầm ra cút. 100 triệu. Cho bà mẹ nó có một thái độ duy nhất á. Anh Treo, bây giờ cô muốn bao nhiêu cô nói đi. Trời, trời chú ơi, chú bình tĩnh đi. Thật ra là anh Lộc đã trả tiền cho con hết rồi. Gì? Là sao? Trời ơi, bên con đang có dịch vụ massage full option Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, có 999.000 à. Mốt chú mệt nhớ kêu con nha. Vậy nha chú, con về nghe. Nó anh Lộc không về luôn. Bye bye chú. Trời đất ơi, thằng Lộc đâu rồi? Cái nhà đâu phải cái động đâu trời. Thằng Lộc đâu? Tôi là Trung, công việc của tôi là chạy xe ôm. Mà nè, đây là cái nghề cha truyền con nối của gia tộc tôi suốt bao đời nay đó nha. Nhưng ông trời thì không tệ bạc với tôi. Còn đây là Nhi, người yêu tôi đó, đẹp không? Em ấy vẫn còn đang trong độ tuổi đi học, nên ngày nào tôi cũng chở em ấy đến trường nè. Rồi tới giờ thì tôi chở em về, chở em đi dạo, chở em đi ăn. Nói chung là chúng tôi rất là hạnh phúc. Tôi rất tự hào khi có một tình yêu thật là đẹp như mơ, mà biết bao nhiêu người hằng mơ ước mà không có. Nhưng rồi ngon không? Anh ơi, em có chuyện này muốn nói với anh nè. Nói gì? Nói đi. Em sao? Em sắp đi du học rồi. Cái gì? Em đi du học hả? Em xin lỗi. Tại vì ba mẹ em ép buộc, chứ em không có muốn rời xa anh đâu. Với lại anh chờ em nha. 3 năm nhanh lắm anh nha. Anh chờ em. Đã hơn 3 năm rồi, tôi vẫn chưa gặp lại em. Hôm nay tôi ngồi nơi đây, vẫn con người cũ, vẫn chiếc xe cũ, vẫn bịch xì nách cũ. Nhưng tôi vẫn quyết tâm chờ em, vì tôi tin chắc rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Wow, đây chính là cái kết hạnh phúc nhất đời tôi rồi. Đầu xe sai quy định. Mời anh xuất trình giấy tờ. Hai xị. Để lên. Anh ơi, giấy tờ của anh. Anh ơi. Ăn không biết dọn hả? Dạ, đầu bài đặt ăn bánh xì nách. Đứng lại. Nè, nhìn cái gì? Thổi thôi. Ăn đi Chào Mập. Cảm ơn anh. Có gì đâu em ơi. Mình quen nhau được bao lâu rồi ha? Thì cũng được 3 tháng kể từ khi anh tặng em cái nhẫn kim cương này nè. Vậy em nghĩ coi mình có nên đi xa hơn không? Có chứ anh. Em nghĩ là chiều nay mình nên đi Thủ Đức đi. Mình nên đi ra đó, nó cũng xa, mình đổi không khí nha. Thủ Đức mà xa gì, Thủ Dầu Một mới xa. Nhưng mà ý anh không phải là hỏi như vậy. Ý anh hỏi em là cái mối quan hệ của mình á, em có tình cảm gì với anh không? Có chứ, em thấy anh cũng là người tốt. Lúc em buồn, anh an ủi em. Ở lúc em bệnh, anh chăm sóc em. Ở lúc em đói bụng, trời khuya vậy á, anh qua anh mua đồ ăn cho em. Em thương anh lắm, thương anh như là anh trai vậy đó. Thiệt. Thương anh như là anh trai. Em chót vô tình, thương anh như là anh trai. Làm bạn gái anh nha. Chèn nước đầu ta. Đây. Làm bạn gái anh nha. Trời ơi, hết giấy rồi. Em cần giấy ư? Làm bạn gái anh nha. Dạ. Trời, cái gì vậy Tiểu Cường? Con ra đây làm cái gì? Vợ mày là đang sinh, nghe chưa? Chui vô đi, không vợ mày bị trầm cảm sau khi sinh bây giờ, hiểu chưa? Ngoan nghe, vô lại đi con. Làm bạn gái anh nha. Không! Ôi, ôi. Con ra đây Tiểu Cường. Ra đi. Nè, con thấy gì chưa? Con hại ba rồi đó Tiểu Cường. Chót vô tình, thương anh như là anh trai. Anh trai bà nội tụi mày anh trai. Cô gái này có số đo ba vòng là 90, 60, 90. Hợp tiêu chuẩn. Nhìn ngón tay đẹp như thế kia. Theo nghiên cứu có thể đoán được đây là một cô gái nhẹ nhàng, thanh lịch, dáng ngồi tào nhã như vậy. Chắc hẳn nói năng sẽ lễ độ và có học tước. Những cô gái như vậy đến 90% là thích những chàng trai thông minh, nói năng thông thúy, lại giỏi phân tích như mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã có đủ. Thời cơ ta tới rồi. Chào em. Anh có khả năng phỏng đoán con người em từ trên xuống dưới mà không sầm chi tiết. Không biết em có hứng thú nghe không ạ? Dạ, anh cứ nói đi ạ. Theo suy luận và phỏng đoán của anh thì tối hôm qua em tắm vào khoảng thời gian từ 8h10 tới 8h15. Sử dụng loại sữa tắm con dê rẻ tiền với thói quen tắm từ dưới lên trên, kỳ có kỹ càng ở vùng giữa và bỏ qua hai bên cánh. Em mặc nội 3 lớp, có một lớp độn khăn giấy dài 5 cm. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu ạ. Tụi nó hay quá. Đúng không em? Anh tài năng quá à. Lúc nào anh cũng giỏi thêm hết hả? Lý sơ là biết thôi. Trời nóng quá à. Anh cho em mượn cây quạt xíu nha. Được thôi. Mẹ. Cảm ơn anh. Biết thấy hả cha? Em chót vô tình, xem anh như thằng biến thái. Ủa biến thái không? Khoan đã. Em à, em có thể cho anh hỏi đường được không? Anh muốn hỏi đường gì? Anh muốn hỏi con đường nào để thoát khỏi cái ánh mắt xinh đẹp của em, và con đường nào để anh đi thẳng vào trái tim của em. Em có bạn trai chưa? Nếu mà chưa có thì em có ngại để anh làm bạn trai của em không? Còn nếu mà có rồi cũng không sao. Em có muốn thay đổi không? Còn nếu không muốn thay đổi thì có thêm một người nữa cũng được. Khoan. Em đừng có tiếp tục cười như vậy nữa. Sao vậy anh? Em mà tiếp tục cười như vậy chắc anh bị tiểu đường mất. Người gì đâu mà có nụ cười ngọt ngào quá trời à. Xin lỗi, như với cái đầu tóc này thì làm chị em thôi. Em chót vô tình, coi anh như là chị gái. Tiền thì nhiều, muốn kiếm một con bồ kiếm không có, nó toàn nhận mình làm anh trai không. Chán. Thôi, chán làm gì? Đây, tao bắt hai vợ chồng Tiểu Cường ra chơi mày nha. Thôi mày chơi mình đi. Ra tao giết nó đó nha. Thôi đừng giết con tao. Tụi bay muốn có người yêu hả? Ngọt ngào đến tiểu đường như tao thả thính còn không trúng thì tụi bay tuổi gì? Quên đi. Muốn tìm được nguyên nhân ấy thì chúng ta phải nghiên cứu và khảo sát ở trên thị trường, trong ngoài thế giới chủ quan, khách quan. Và cái nguyên nhân của tao tìm được trong 10 ngày qua, chúng ta ơi là do chúng ta xấu. Xấu hả? Mày nghĩ sao mày chê tứ đại tài tử mình xấu vậy hả? Ê, vậy? Mày nuôi dáng chỗ đầu hả? Trời ơi, Tiểu Cường con tôi, mày giết nó rồi. Kệ đi, đúng mà. Tao đúng không? Tao nói này đúng nè. Cái sự hơn nhau là hơn nhau ở tài năng, còn nhan sắc đâu có tính. Đúng. Tao đúng à? Tao mới đúng chứ, tao đã phần. Tụi mày thôi đi. Đúng rồi, cái gì mà thối. Có tiền là có hết. Nhưng mà tao đã nghiên cứu và khảo sát. Thôi đi. Tụi bay ngồi chửi nhau vậy hoài, tụi bay nói chê nhau xấu vậy hoài, tụi bay vui lắm hả? Mày nữa. Mày nghĩ mày đẹp lắm hả? Không phải đẹp hay là không, nhưng mà tụi bay không có nghe theo phân tích của tao là tụi bay ngu muội rồi. Thấy tao phân tích tao đúng không? Tao đúng không? Tao đúng nè. Đấy, tao đúng. Tao mới đúng là có tiền tao hết. Tao đúng nè. Ê, tao đã xác định được tọa độ để thả thính rồi. Ê, mục tiêu của tao đã xuất hiện rồi. 10 giờ 43 phút 24 giây. Tụi mày nhớ khoảnh khắc này giùm tao nha. Khoan đã. Của tao, tao quyết định cô gái này sẽ trở thành em yêu của tao, chứ không bao giờ thành em gái mưa nữa. Theo nghiên cứu và khảo sát của tao, đây chính là người con gái của tao. Tụi bay đừng có giành. Thôi, tụi bay nhường tao đi. Của tao. Cái này là của tao phát hiện trước mà. Của tao. Em làm bạn gái anh nha. Những thứ vật chất này chỉ là phù phiếm xa hoa thôi. Bên anh em sẽ có cả thế giới. Anh sẽ chăm sóc cho em từng cọng tóc, từng móng tay. Và tạp hóa này sẽ là của em. Em có thích anh không? Em không thích anh đúng không? Vậy thì đúng là trùng hợp rồi. Anh cũng không thích em. Mà nếu đã trùng hợp như vậy thì mình là một cặp rồi. Đến bên anh nha. Nè, nhưng mà theo nghiên cứu của Hiệp hội Dầu Quả Thế Giới cho thấy em là một người thích ăn rau, uống ít nước, có thói quen tùy tiện, tùy hứng, lại thức khuya nữa đúng không? Đó, anh biết tất tần tật về em, bởi vì em phải là người của anh. Tại vì sao? Khi mà em bên anh, em sẽ không còn sờ bao tố. Anh sẽ lo cho em hết luôn. Chọn anh nha. Làm người yêu anh nha, chọn anh nè. Anh nhiều tiền lắm. Chọn anh nè. Tất cả tạp hóa này sẽ là của em. Mình là một đôi của nhau. Đến bên anh đi. Đến bên anh đi. Đến bên anh đi em. Anh xin em. Anh vang em à. Đúng rồi. Hãy chọn anh chứ hả? Em chọn. người ta đi rồi hát thua chị. Ấy cái gì vậy? Hey, tao bắt đầu thấy cái theo nghiên cứu của thằng Thám nó đúng rồi đó nghe. Chứ sao? Ê, mà sau khi tao nhìn nhan sắc bạn trai của nhỏ đó xong á, là tao nhìn lại bốn tụi mình, tao thấy nản quá. Tức một cái, nó không biết cái thằng đó nó ăn cái gì mà nó đẹp dữ vậy. Tất nhiên không phải ăn thính của mày rồi. Theo kinh nghiệm của một chuyên gia nghiên cứu như tao á, thì hành tung của thằng đó khá là đáng ngờ. Bởi vậy tao đã nghiên cứu những thông tin ở trong tấm card này và nhận ra được đây chính là nơi biến đổi hoàn hảo chỉ với 100k 7 bước đó nha. Đây là nơi sẽ khiến cho tụi bay lột xác hoàn toàn, biến dung thành rồng, biến gà thành thiên nga, biến chim thành phượng hoàng. Không tin có thể thử. Tào lao quá, tao đi vô salon bỏ cái chục cũ còn cua gái không dính, hơi đau bỏ 100.000 ra mà làm được đẹp. Ừ, nó nói đúng á. Mày nghĩ đi, có 100.000 à, mà 7 bước, mày có tin là thật không? Trời ơi, thời buổi này rồi, ai còn tính ba cái vụ đó nữa. Mày mới là thằng ngu muội đó. Chà, không tin thì thôi, tao sẽ tự tìm cơ hội cho chính mình. Bây giờ đường ai nó về nhà, ai nó ở quần, ai nó cởi tóc, ai nó cắt, vậy nha. Rồi, vậy đi, vậy tá. Thôi rồi, vậy tá. Vậy đáng đi. Tao đã nghiên cứu hết rồi. Tin. Lên web. À, đây babesa.com còn chỗ luôn, đặt chỗ liền. Rồi ai ngu muội. Sai 758 Âu Cơ, xin chào anh. Anh đã đặt lịch trước chưa ạ? Theo khảo sát về nghiên cứu của tôi trên Google Maps á, thì điểm này là gần nhà tôi nhất. Tất nhiên là tôi đặt lịch rồi. Dạ, cho em xin tên của anh được không ạ? Anh đi không đổi danh, ngồi không sửa dáng, Từ Trinh Thám. Dạ, tên anh ngộ quá. Tên độc đó. Hình như đây là lần đầu tiên anh đến đây đúng không anh? Không, đây là lần thứ nhất. Em xin giới thiệu gói combo 100k. Tuy là lần thứ nhất nhưng mình đã nghiên cứu và khảo sát hết rồi. Gói combo 100k đây có 7 bước. Đó là rửa mặt, massage, hút mụn, chăm sóc da, gội đầu, tư vấn cắt tạo kiểu, cạo mặt, xả sạch, sấy bún sáp. Đúng nè. Dạ, theo nghiên cứu của Bộ Y tế, Bộ Khoa học, Bộ Giáo dục và Gia đình thì câu trả lời của anh đã hoàn toàn chính xác à. Tiểu thư này thiệt là hay, thiệt là hài hước, nghiên cứu nhiều dữ à. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, mời đại hiệp về gót ngọc vào trong ạ. Dạ, em liệu. Dạ. Em bị liệu đúng không? Dạ, hài hước. Dạ, mời anh vào trong. Bà tin tôi đi, ở đây có nhiều thiên thần lắm đó má. Không được xạo tôi đó nha. Bà đứng đây bà đợi đi. Đợi nha. Kìa, kìa, bà nhìn đi. Tôi nói có sai đâu đó. Anh đẹp trai. Anh đẹp trai của tôi. Trời ơi, nhìn anh này muốn có bầu với anh luôn vậy đó. Của tôi. Tôi nói của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Bà có cái gì mà nhìn tôi hả? Tôi không biết của tôi. Thôi. Chắc em không biết là chiến tranh thế giới thứ 3 sắp diễn ra rồi sao? Mở đây còn sùm nữa. Ê, chỉ có 2 đứa thôi mà. Anh cần hết được. 246, 357. Chủ nhật cũng... Wow. Ê, theo nghiên cứu và quan sát của tao thì hình như tụi bay cũng mới hớt tóc đúng không? Hớt đầu vậy? 30 sai. Ủa sao tao cũng hớt 30 sai nè? Sao không thấy? Mày hớt chỗ nào? Thì tao hớt 30 sai, 36 Phan Huyết. Tao 767 Lạc Long Quân. Tao 130 Tâm Sâm Nhì. Còn tao 758 Âu Cơ. Sáng sủa. Chưa sủa, chiều sủa. Đẹp trai, nói chung là đẹp trai. Đẹp trai. Ôi, hớt cái khác liền luôn á. Ôi, dây đèn hút liệt, trời ơi. Ôi, bây giờ mấy anh không cần nói gì hết đâu. Em đồng ý. Đồng ý hết luôn. Thực ra là tụi anh đến đây để cảm ơn em. Bởi vì nhờ em tụi anh mới biết được một chuyện. Đó chính là biết tới 30 sai. Bây giờ tụi anh tài sắc vẹn toàn rồi, tụi anh không cần em nữa. Tạp quá nhà anh cũng có người trong rồi. Còn thính của anh á thì cũng có người đớp rồi. Anh thì bận nghiên cứu người khác rồi. Chào em. Bắt đầu từ năm 2018, địa phủ đã ban hành một điều luật mới dành cho các cô hồn. Đó chính là nếu muốn được đầu thai sớm thì vào tháng 7 âm lịch hàng năm, mỗi cô hồn phải thu phục được ít nhất một oan hồn để đưa về địa giới. Và đây là một câu chuyện về hai cô hồn chết lâu năm mà vẫn chưa được đầu thai. Con tà kiếm cơm gà luôn. Đô luôn ngầu đặt cái bầu. Đủ thằng này chơi mạnh mày. Thường thôi. Bất quá thì ngủ ngoài đường thôi. Chó chí khí. Rồi mày sao, mày có gỡ không? Ôi mày còn tiền đâu mà gỡ nữa. Ê, gỡ chứ. Nghĩ sao vậy? Nhìn vậy tưởng không có tiền hả? Xin lỗi nha. Tiền đầy. Dán này nè. Đặt 5 tỷ vô bầu. Tiền đâu? 5 tỷ đó, đừng có khinh thường em. Tiền đâu, 5 tỷ đâu? Trời ơi, cha 5 tỷ ginh đây đặt chỗ đâu mà để. Đúng rồi. Nó giàu lắm. Giàu, yên tâm, giàu lắm. Ok mày luôn. Không ra bầu là mày chồng Diêm Dương đó. Thì Diêm Dương thôi mà là đúng. Hai cái sổ đỏ 5 tỷ, hai cái sổ đỏ. Bầu vô. Tôm chung tiền mày luôn. Ok, come on baby. Chơi đây thôi. Hẹn gặp sau nhé. Bye bye luôn. Ê cô, tụi bay đừng chơi bài chuồng với tao hả? Dạ, anh ơi anh thông cảm cho em nha. Cho em khất nợ được không anh? À, má em có mình em là con à. Để em gọi má em gửi tiền xuống cho em nha anh. Mà bây giờ chắc má em ngủ rồi, anh đợi chút nha anh. Gì mày? Ngủ gì giờ này? Dạ má em lớn tuổi rồi, hở tí là bạn ngủ à. Mà mỗi lần ngủ là ngủ sâu lắm, gọi vậy không có được. Dạ. Mày yên tâm, bà ngủ sâu cỡ nào thì tao kêu bà cũng dậy hết á. Má em không phải ngủ sâu à, không có. Má em bị mất ngủ, khó khăn lắm má em mới ngủ được. Mà bây giờ gọi dậy tội lắm anh ơi. Dạ. Khoan, cuối cùng bây giờ là bà mất ngủ hay là bà ngủ sâu? Dạ em không nhớ nữa. Để về em hỏi má em nha. Tao chém mày à. Anh ơi, cho em khất nợ cho anh. Khất nợ. Anh đẹp trai, trời ơi đẹp trai quá mà sao hung hăng quá vậy. Em nói thiệt chứ bây giờ anh có giết nó cũng lòi các bạn nào đâu. Dạ đúng rồi anh. Không, ấy anh cho nó nợ đi, cho nó thêm ít thời gian đi, nó gom tiền nó trả cho anh liền. Dạ. Trả mà. Bao lâu? Dạ một tháng, dù gì cũng tới tháng cô hồn rồi. Để em về em báo mộng cho mẹ em gửi tiền xuống cho em, rồi em có tiền em trả anh liền nha anh. Dạ. Được. 1 tháng sau mà không có tiền cho tao là tụi bay khỏi siêu thoát luôn nha. Dạ. Đây. Dạ. Chúc anh may mắn. Dạ anh đi thông thả. Biết tối nay ngủ đâu nữa trời ơi. Ồ, mày tính kêu má mày gửi tiền nữa hả? Đâu có, tao nói xạo đó. Trời ơi, sao mày gan vậy? Trời, bởi vậy mày dở. Mày ngu lắm. Nó chém mày đó. Trời ơi, tao tính hết rồi. Nè, bây giờ cho dù má tao có gửi tiền xuống đây đi chăng nữa thì tao cũng không có đủ tiền để trả nợ cho tụi nó đâu. Mà mày quên luật mới rồi hả? Bây giờ chỉ cần tìm oan hồn nhất dưỡng, đem xuống nộp là mình được đầu thai. Mà đầu thai thì khỏi cần phải trả nợ, hiểu chưa? Ừ ha. Trời ơi, vậy mà tao không nghĩ ra luôn. Cái mày hay quá. Tao cũng sẽ làm giống y với mày. Bà này cũng có tâm á mày. Chắc bà kinh doanh gì lớn lắm nên mới cúng nhiều như vậy. Năm nay còn cúng lớn như vậy. Mong các đấng khuất mặt khuất mày, hãy để cho cô hồn đeo bám con cũng được, chứ đừng có để cho cô đơn đeo bám con hoài. Con chịu không có nổi đâu. Trời ơi, tưởng gì mắm trai. Thôi được rồi, thế bà cũng có tâm. Tôi sẽ ám bà. Trời 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 trời. Khẩu vị mày mặn dữ mày. Mặn gì mặn mà. Thấy không, bà cũng có tâm. Mình cứ theo bà đi, tháng này không sợ chết đói. Cô ơi, cô cũng lại đi. Lại đi má. Có tụi tôi ăn chứ ai đâu mà ăn. Lại hoài. Nhanh nhanh với bà ơi. Cũng phải từ từ chứ. Mới khấn đủ bài á, cách đắng khuất mày á mới nghe được lời thỉnh cầu của tôi. Thôi hoài vậy. Mệt. Thiệt tình mấy cái người này. Cúng cô hồn chỉ ăn đòi ăn. Nè, cô hồn đây nè, cô hồn đứng đây nè. Chắc mày ăn được ha. Không nhớ luật âm ty hả? Mình chỉ hương hương hoa thôi, chứ làm sao mà ăn được ba cái đồ quỷ này. Bây giờ chờ bà ghim cây nhang xuống, rồi mình bu lại hít chứ. Thì biết là vậy, nhưng mà cúng cô hồn chứ có phải cúng mấy người này đâu, đúng không? Ờ. Trời, nãy giờ có ăn giọng mẹ gì được đâu. Toàn là lũ cô hồn sống nó ăn. Nhang còn chưa được hít nữa. Không nghĩ sao vậy, chửi cô hồn hả? Để xử bả rồi. Thôi né ra đây. Mày khùng quá. Mày xử bả, Diêm Dương xử mày sao? Nhưng mà tức. Chưa ăn được cái gì hết mày chửi. Tức gì mà tức. Chuyện người ta kệ người ta đi. Mình lo thân mình trước đã. Lẹ đi kiếm con hồn còn đồ thai kìa. Lẹ đi. Bực bội. Anh chị ơi, ai thương tình cho xin mấy đồng bạc lẻ mua cơm ăn đi. Mấy bữa nay con không có gì ăn, con đói bụng sắp chết rồi. Ê mày, hả? Sao nó sắp chết hoài mà mấy bữa nó chưa chết mày? Mày kiên nhẫn đi, từ từ nó cũng chết à. Chết rồi, có người cho đồ ăn là sao chết đói được. Mày cứ yên tâm, mấy cái đứa này đói lâu ngày rồi, không? Nó ăn gấp ăn giọng mắc nghẹn rồi cũng chết à. Chờ đi. Nữ kia bán ghê mày. Đẹp người đẹp nết nữa kìa. Trời ơi, mấy cái thứ này silicon không. Ăn giọng gì trời. Silicon gì. Quan trọng là người ta có tấm lòng đẹp hiểu không. Giúp đỡ kìa. Trời ơi, nó tấm lòng hay không không quan trọng. Quan trọng mày với tao là cô hồn. Không có chấm mút được cái gì hết trơn á. Hiểu không? À, đợi tôi chụp hình check in rồi up lên Facebook khoe với bạn bè nữa chứ. Mưa gió vậy cất công đến đây không lẽ không có hình để sống ảo. Ôi mấy con hóc cơ hoa rơi cửa Phật chụp hình sống ảo thôi. Ôi đúng là không gì thể. Nhìn mặt bắt hình dong là thua luôn. Đúng rồi. Ôi ôi khoan. Chưa cô, tôi còn ăn nữa, tôi đói lắm rồi á. Chưa có hình nào đẹp hết trơn á. Nhận cơm của người ta rồi thì hợp tác xíu đi. Cô chụp mấy chục tấm luôn rồi á. Cười lên nè. Trời ơi nữ, để cái bóp đó giang hồ đi ngang nó giật sao. Điên mày. Mày nói nó có nghe đâu, nói chi. Trời ơi nhưng mà trước mắt quá mà thấy không. Để hớ hên, cái bóp tiền bạc giống mà để vậy. Ai luôn rồi. Trời ơi nhà học con của người ta con nó cướp nữa. Đuổi theo nó đi, lẹ đi. Nè cô, đừng tưởng cho hộp cơm rồi muốn làm ba làm má ta làm nha. Ăn mày cũng có lòng tự trọng của ăn mày chứ. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đem hộp cơm về ăn đi. Đúng là tháng cô hồn mà. Đã bị giật đồ rồi còn bị ăn xin chửi nữa. Coi như bà đã thấy cô hồn cho. Trời ơi, nãy ta nhắc rồi không nghe thôi. Đáng đời. Chửi cô hồn mày. Mẹ nó ngồi đây xui quá. Gặp thứ quỷ yêu gì đâu không. Trời. Tao nói mày rồi. Mấy thằng chết đói nó lâu chết lắm. Hết chuyện mày chờ nó chết. Trời mưa. Gặp nhỏ tàu lao nữa. Tự nhiên nãy tao nhắc nó rõ ràng đúng không. Cái mày giật đồ đổ thừa cô hồn mày. Đó. Mấy cái đứa xấu xa lợi dụng người khác chụp hình con la thì không chết đâu. Còn tôi thì... Ê mày nó nói chuyện với ai hả? Ơi ơi cô nói. Trời ơi. Thấy hả? Rồi nghe luôn. Vậy cô cũng là cô hồn. Ý, đồng lại. Cô hồn gái. Dễ thương ghê. Sao chết vậy? rồi, nó cũng mua như vậy nè. Nó chim đi mày, chim. Chim. Trời ơi, xinh quá. Ê, vô, chụp ba, vô. Thôi, chụp ba xui lắm. Xui gì xui, chụp đi. Thôi mày ơi, chụp chuyển mưa rồi, đi về đi mày ơi. Chuyển mưa gì? Mưa tao còn không sợ nữa, gì chuyển mưa. Mưa chụp hình nó mới đẹp, mới nhiều like biết không? Chụp đi, mở ba chim nha. 2, 3, chim. À. Người ta nói chụp ba chết queo đứa ở giữa. Bởi vậy giờ tôi chết rồi nè. Ê, người ta nói sống chết có số mà bà ơi. Mà bà cũng rảnh quá, trời mưa trời gió ra chụp hình. Ê, mà tính ra bà là oan hồn dứt dưỡng đó. Không ấy bà về với tụi tôi đi. Về đâu? Ủa? Mà hai là ai? Sao thấy được tôi? Ê, nãy nói rồi là đồng loại. Có hồn hết á. Khác cái là tụi tôi là có tổ chức, còn bà là lang thang dứt dưỡng đó đây. Đúng rồi, mà tôi thấy á, bà cứ vậy hoài không phải cách đâu. Ông ấy theo tụi tôi về dưới đi. Về dưới là ở đâu? Về dưới địa giới, hay người ta còn gọi là âm phủ. Ôi, tôi không về dưới đâu. Tôi ở trên này, tôi canh đứa nào chụp hình tự sướng, tôi sẽ nhào ra chụp chung, ám nó, cho nó bị xét đánh chết chúng tôi luôn. Ê, đừng nha, trời ơi, làm vậy là ác lắm á trời. Nghiệp không á. Đúng rồi, đi với tụi tôi đi, tổ chức tụi tôi đang tuyển người nè. Tổ chức gì? Tổ chức phi âm phủ, chuyên tìm kiếm và dẫn dắt những cô hồn lạc lối xuống dưới địa giới hưởng một cuộc sống an nhàn hơn. Đúng rồi đó, chứ bây giờ nè bà thấy không, trên này vừa đói vừa lạnh, về dưới với tụi tôi đi sướng hơn. Còn nữa nha, chị cô hồn gái này cũng đẹp đó. Sử dụng mỹ nhân kế cua được ổng là sướng luôn. Ổng là nhất ở dưới rồi, tháng nào người ta cũng cúng ông hả, mấy chục cái villa, xe hơi ngập tràn, ăn lòi bán họng. Trời ơi, sướng lắm. Mà ổng là ai? Sếp tụi tôi. Mà sếp là ai? Trời ơi, ở dưới đó sếp là ai, bự nhất là ai? Là Diêm Vương chứ. Mà trong tay Diêm Vương sẽ có sổ sinh tử. Bà cua được ổng, bà có cái sổ đó là bà muốn ai chết là chết. Thiệt hả? Trời thiệt. Trời thiệt. Dữ luôn. Muốn giết ai là giết luôn. Đúng. Chỉ cần gạch tên trong cái sổ đó là chết. Gạch tên cho là chết. Được. Tôi sẽ theo hai anh. Dẫn chị Đại đi mày. Chị Đại. Dạ. Ê, mấy đứa ơi, đi lẹ nè. Hên quá, cuối cùng cũng dụ được cái quan hồn này rồi. Chỉ cần một quan hồn nữa thôi thì hai đứa mình được đầu thai. Em mà mày, lợi khi không dụ được quan hồn nữa là sao? Thì quan hồn này của tao. Ê mày, chơi khôn mày. Tao là người lập ra kế hoạch đó nha. Nhưng mà cái câu cuối cùng để tao dụ nó về là câu của tao thì tính đó là của tao. Không. Mà không được. Được chứ. Có gì tao sẽ kiếm thêm quan hồn để cho mày. Yên tâm. Rồi hứa nha. Ê, hai ông nói dẫn tôi về địa giới mà sao đi hoài không thấy tới vậy? Thì đang về địa giới mà. Đúng. Nhưng rồi. Mà nhiệm vụ của tụi tôi là mỗi người phải dẫn một quan hồn về dưới. Cho nên là mới có mình cô thôi. Đúng. Thêm một quan hồn nữa là đủ. Vậy đó. Ủa là sao? Thì là vậy đó. Ê, tử khí kìa. Bên kia sắp có quan hồn xuất hiện. Ê, đừng về nhà tao. Sẵn tao ghé thăm nhà luôn. Ok luôn, đi. Ê, mùi tử khí đây nặng à. Đúng rồi đó. Ủa, đây là nhà tao mà. Thôi, hai tụi mày đứng đây, để tao vào xem có chuyện gì. Má ơi, má. Quân. Cuối cùng má cũng mơ thấy được con trai của má rồi. Má. Đâu, má coi. Dạo này dưới khỏe không? Trời đất ơi, ăn uống sao mà không nhom vậy con? Hay là dưới bị ai ăn hiếp? Hả? Ai ăn hiếp con nói với má. Không, con nhớ má quá. Hôm nay biết nhớ má rồi hả? À thôi, tôi biết rồi anh. Lên đây xin tiền nữa đúng không? Thì má nói cho mày nghe, bữa trước á là má định đốt xuống cho mày rồi, nhưng mà bệnh quá. Hôm nay khỏe khỏe được một chút, đang định đốt xuống cho mày, chưa kịp đốt thì là mày lên kiếm má rồi đó. Yên tâm nghe chưa, má là má mua hết đầy đủ tất cả mọi thứ cho con rồi, không có lo cái gì hết trơn á. Đây nè, má mua cho mày căn nhà 2 tầng nè, chiếc xe hơi, rồi thêm cái iPhone X nữa, cái kiểu mới nhất đó, thêm 2 con hầu nữa. Xuống dưới để nó hầu con trai cưng của má. Con trai của má là không có được thua kém ai hết á, biết chưa? Quân, cái thằng này hôm nay lạ nha, sao không nói gì hết vậy? Gặp má không vui hả con? Không có, con vui chứ má. Con xin lỗi má. Lúc còn sống, con chỉ biết ăn chơi, rượu chè, cờ bạc, rồi đua xe bị tai nạn, để má ở đây một mình. Rồi lúc chết đi, cũng để má phải lo lắng nữa. Trời đất ơi, mấy chục năm nay rồi đó, tao mới nghe được mày nói câu này. Con trai của má lớn thiệt rồi. Và công nhận giáo dục ở dưới tốt thiệt hen con hen. Thôi được rồi, má thương nè. Ngoan. Sao tự nhiên hôm nay gặp má rồi khóc lóc tùm lum tùm la hết nè. Má, hay là má đi theo con đi má. Chứ bây giờ má ở đây có một mình à. Rồi những lúc trái gió trời trời má bệnh không có ai lo. Cái thằng này tào lao quá à. Cha mày chuồng má chết hả? Thiệt ra thì má không có sợ chết đâu, nhưng mà má chỉ lo lỡ mà má chết rồi á, bàn thờ tổ tiên ai lo? Rồi tới tháng ai đốt tiền xuống cho mày hả con? Con vậy thôi đó. Tao ráng sống cho tới bây giờ. Chứ nhiều lúc ru rú ở nhà con mình cũng buồn lắm. Thôi đi, tự nhiên à, gặp má phải vui chứ. Bây giờ nghe má nói, lâu lâu rảnh á về thăm má là má vui rồi, nghe chưa? Quân ơi Quân, dẫn má mày đi luôn đi, sắp tới giờ rồi nè. Trời ơi, chở một cái là kẹt nguyên đám ở đây á. Ủa, đi đâu vậy con? Mà sao có bạn về chơi không rủ người ta vô nhà? Má. Hả? Má đi theo con nha má. thể hôm nay là một ngày tồi tệ với bạn. Bạn có thể quên chìa khóa nhà, đánh rơi ví tiền, hoặc chia tay người yêu, bị sếp la mắng. Cũng có thể hôm nay là một ngày may mắn được tăng lương, được người yêu cầu hôn, hoặc đơn giản là nhận được một lời khen. Bất kể là bạn vui hay buồn, hãy chia sẻ với chúng tôi bằng một cái ôm nhé. Hôm nay con tôi đi nghĩa vụ. Cô có thể lên thăm cậu ấy mà. Hãy nghĩ đây là một cơ hội để cậu ấy có thể tự lập, trưởng thành hơn. Cảm ơn. Cuối cùng tôi cũng đã dám tỏ tình với Kết rồi. Chúc mừng anh, cô ấy đồng ý chứ? Không. Nhưng mà sau bấy lâu tôi cũng đã dám nói ra nỗi lòng mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Anh đúng là một anh hùng. Chân anh sao mà lâu hết rồi vậy? Ừ, năm xuôi tháng hạn mà kệ, không sao, còn đi cà nhấp được là mừng rồi. Ủa mà buổi trước cái phim đó nó kết thúc sao vậy? À, thì ông ba dẫn con Bồ Nhí đi du lịch chơi. Ai về gặp ngay cháu ổng. Hai đứa là bạn. Con cháu mình. Không, con cháu của thằng cha đó đó. Không, con cháu mình kìa. Con bé My. Nó làm cái gì? Bỏ ra, biến thái hả mày? Còn qua đây cho gì? Nè nha nha, đừng có sáng sớm rồi sàm sỡ con gái nhà lành người ta nha. Thấy nó xinh đẹp rồi lợi dụng hả? Ôi trời, người đâu kỳ cục quá vậy? Ban ngay ban mặt gì đó mà đi sàm sỡ con gái nhà người ta, quá đáng hết sức. Mày muốn gì? Xin lỗi anh có sao không anh? Trời ơi con đi lên đây. Bởi vậy con cứ sớm lại cho người ta lợi dụng con thấy cái gì? Để nó cho gì? Ê, muốn gì hả? Tỉnh. Bà điên hả? Đi hết kìa, bà đọc cho kỹ đi, lại động tay động chân nha. Đừng có ỷ phụ nữ này muốn làm gì làm. Ê, muốn làm gì mày? Mày mới là thằng muốn làm gì á. Đàn ông đang ra đường thấy con gái đẹp bay vô nổi máu dê ôm hả? Sao mày không ôm ông già bên kia kìa? Rồi mày ôm tao đi. Ôm tao nè. Ôm giờ ôm này. Đi về con. Đi không? Đi về. Chừng tao á. Đi về, chạy nó đi. Xin lỗi anh, em xin lỗi. Đó, chuyện có nhiêu đó thôi á mà dì với cậu làm sùm hết cả lên, còn đánh người ta nữa. Lượt này làm sao con có bài thu hoạch cho chiến dịch này đâu ngoại. Trời ơi, sao con ngây thơ quá vậy? Con nghĩ đơn giản là con ôm người ta một cái, nhưng mà ngoài kia biết bao nhiêu người ta có nghĩ đơn giản như con không? Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì làm sao có hoạt động từ thiện được? Không lẽ muốn làm một chuyện tốt cũng nghĩ người ta có lợi dụng mình hay không hả? Chứ làm sao con. Hoạt động thì có rất là nhiều cái thể loại hoạt động. Thể thao thể chất, hoạt động văn nghệ đồ nè. Sao con không tham gia? Tham gia mấy cái này là cậu thấy không có được. Ngoại không có ngoại nào gì hết á. Riêng cái chuyện này á là ngoại không có bên được con đâu. Con gái con lứa gì đâu đi ra đường ôm hết này tới khác coi sao đặng. Rồi lỡ con bị gì á rồi sao ngoại sống đây hả? Sao đâu ngoại, có nhiều bạn khác tham gia chương trình cũng ôm nhau mà. Trời ơi, nhà người ta khác, nhà này khác. Thôi, không có nói nhiều nữa. Nói nãy giờ vẫn cứng đầu cứng cổ à. Từ nay về sau, không có đi ra đường nữa. Ở nhà, suy nghĩ mọi việc đi. Chừng nào nghĩ thông cái não rồi đó, hỏi tính tiếp. My, chị có mua kem cho em nè. Mệt rồi. Có chuyện gì vậy cậu Quy? Bữa đó tới tháng hả? My, ăn kem nè em. Em mệt lắm, em ăn đâu. Bộ em còn giận hả? Mọi người không ai hiểu em hết á. Em muốn sống ở đây không? My à, bộ em cũng thương ông ngoại, thương dì Linh với cậu Quy hả? My, nghe chị nói nè, mọi người làm như vậy á thì cũng muốn tốt cho em thôi. Mọi người lo lắng cho em như vậy mà. Em thử nghĩ coi, vì Linh đánh người ta để bảo vệ cho em, còn bình thường á, cậu Quy nhát như vậy mà còn lên tiếng bênh vực em. Còn ông ngoại nữa, ông ngoại nuôi em từ đó tới giờ, em cũng hiểu tính của ông mà. Ngoài miệng thì nói vậy á, chứ trong lòng không có nghĩ gì đâu. Em đừng có khóc nữa. Bây giờ phải làm sao? Thì có gì đâu nè, ngày mai á em xuống xin lỗi ông ngoại, rồi nấu cho cả nhà một bữa cơm, thì mọi chuyện sẽ vui vẻ thôi, hiểu không? Ôi, thôi. Cái mặt con đó hả, vậy như cái tấm xi măng vậy đó, đạn bắn vô cái mặt nó không lủng luôn á. Mày nói quá mày, miệng mày có chừng á, tạo nghiệp không á mày. Ủa em tạo nghiệp đó giờ anh không biết hả? Ờ à, hay quá, rồi bữa nào bị người ta bóc phốt ha, thú rùm. Mắc cười của em không bóc người ta thôi ai bóc em ra đi. Ừ, có chừng á. Con bé My. My. Từ từ coi, con này. Từ từ. Gì Linh? Con My đâu rồi? My. Nó trốn rồi đúng không? Không. Thấy mình là nó trốn rồi đó. Con đứng đó, lát nữa chị tính tới con. Rồi nó hả? Cái gì từ từ? Đó. Sao? Thấy mình trốn nên tắt máy rồi, đi về nhà lẹ. Còn con á, bữa sau gì tính? Đi. Từ từ, chừng hiểu lầm thôi, có sao đâu. Hiểu lầm cái gì, đi về, để lên. Để lên. Con này gọi nó không được nè. Ông ngoại, chào cả nhà em mới về. Con có mua bánh kem cho mọi người nè. Con đi đâu mới về đó? Cả nhà nuông chiều con riết rồi con lờn mặt đúng không? Không nghe lời người lớn nữa đúng không? Dạ. Con định chối nữa chứ gì? Hồi nãy chính mắt gì nhìn thấy, con lại ra tham gia cái trò free hết gì ôm hết thằng này tới thằng kia nữa. Là sao? Không có thôi mà gì, hồi nãy con gửi đồ cho chị Chi xong rồi con mua bánh kem nha mọi người nè. Vậy mà sao gọi điện 2-3 cuộc con không được? Điện thoại con bị hết pin. Thôi con đừng có chối nữa. Ông ngoại kêu con ở nhà mà sao trốn đi ra ngoài nữa vậy hả? Đã nói là không có được ra ngoài, rồi bây giờ á là kiếm cách nè, nói dối để chối tội hả? Rồi bây giờ con nói đi, lúc mà thắp nhang cho ba mẹ con á, ông ngoại phải nói sao đây? Ừ đúng. Hết nói nổi. Nói cho cùng là mọi người cũng không tin con đúng không? Con biết con ra ngoài là sai, nhưng mà nó là bất đắc dĩ. Con tham gia hoạt động xã hội cũng đâu có sai đâu, sao mọi người lúc nào cũng chỉ trích con vậy? Con thấy bánh kem ngon, con xếp hàng mua cho mọi người, nghĩ là mọi người sẽ thích. Sao lúc nào? Ông My lại có chuyện gì nữa vậy cả nhà? Ông ngoại kêu nó ở nhà mà nó không ở, nó trốn ra ngoài, rồi làm cái gì mà từ thiện ôm ấp hết thằng này tới thằng nọ nữa, rồi bị phát hiện về đây la nó còn chối, nó nói là cái gì đó mà đem đồ gì cho con đó, mà chịu đời nổi nó không. Không phải đâu cả nhà, mọi người hiểu lầm bé My rồi. Hồi nãy á con có kêu bé My đem hồ sơ qua công ty cho con, cho nên nó mới ra ngoài đó. Thật ra hôm trước con đã đọc đường chữ ký của My. Kể từ khi ba mẹ mất, mọi người luôn yêu cầu mình phải thật mạnh mẽ. Mệt mỏi thì không được than vãn, té ngã không được khóc lóc, đau khổ cũng không được dựa dẫm vào ai. Đôi khi mình chỉ cần có một ai đó ôm vào lòng và an ủi thôi. ba mẹ mất. Con thì 7 tuổi, bé My thì mới có 5 tháng à. Ít ra thì con cũng có 7 năm để cảm nhận được sự yêu thương và chăm sóc của ba mẹ. Còn bé My thì không. Con biết á, là cả nhà mình muốn bé My mạnh mẽ, can đảm và tự lập để không bị ai ăn hiếp. Nhưng có phải chúng ta đã quá khắt khe với nó hay không? Ông ngoại xin lỗi con vì ông ngoại không có hiểu được con. Con tha thứ cho ông ngoại nha. Dì xin lỗi con vì đã không ôm con như vậy sớm hơn. Thôi, đừng khóc nữa nè. Cậu xin lỗi nha. Cậu không nên nghi ngờ cậu như vậy. Chị xin lỗi em. Chị không ở bên em nhiều hơn. Cảm ơn mọi người vì đã là gia đình của con. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Lâu quá không về Việt Nam vậy nên nóng dễ sợ luôn á. Thở không nổi luôn bà. Thôi, kêu nước trước đây là tính gì tính. Em ơi. Dạ. Quán mình có gì ngon không em? À, dạ quán này gì cũng ngon hết trơn á chị. Nhưng mà em là ngon chứ. Ngon. Ừ, hết ngon. Lấy chị ly nước cam, nhiều đường, ít cam. Dạ. Cà phê đi. Về Việt Nam là uống cà phê. Uống cà phê, đừng có phê nha. Cho em một ly sữa tươi nha chị. Em có thể cho chị một chai mineral water được không? Mineral water? Mineral water. Yes, yes. Dạ, dạ. Quán em không có nước đó à. Sao không có? Mineral water ở đâu cũng có. Dạ. Nước suối đó mình hỏi, chai nước suối. Dạ dạ, dạ có liền ạ. Chi phức tạp vậy trời. Mệt ghê. Công nhận, lâu ngày về Việt Nam, cái gì cũng lạ. Ê, giờ mình đi đâu chơi ta? Chơi cái gì mà chơi? Trời đất ơi, hành lý 2-3 thùng kìa ông nấy hả? Bây giờ kiếm liền cái khách sạn, bỏ hành lý vô trỏng đi, đừng muốn tính gì tính. Bà nói đúng. Con biết cách bút khách sạn tốt nè, hãy để con bút cho. Bút cái gì? Con tối ngày cắm đầu vô cái điện thoại biết cái gì mà bút. Ba là trụ cột gia đình. Mấy cái chuyện hệ trọng đại này á là phải để ba, biết không? Bây giờ mấy mày con ngồi đây chơi uống nước đi. Ừ, ba đi vòng thế là có liền, thấy không? Ông xã đi thông thả. Ba đi thông thả. Có khu này không thấy khách sạn đâu, tao kiếm nãy giờ mệt ghê luôn á. Anh ơi, đi không anh? Tôi à? Dạ anh đó, đi không? Đi đâu? Ủa, sao biết tôi đang tìm khách sạn hay vậy? Cho tôi 4 người. Trời ơi, 4 người luôn? Đúng rồi. Đã vậy. Để em kêu thêm người nha. Chị em ơi, chuẩn bị đi khách tập thể nè. Trời ơi, tập thể hả? Tập thể em đứa đẻo vậy. Trời ơi, này có bộ ngon rồi. Hôm nay tụi em chỉ còn có 3 người thôi, nhưng mà tụi em sẽ làm những công việc của 4 người. Xí hình như là lộn rồi đó. 4 người ở đây là ý tôi là gia đình tôi 4 người, 2 chồng 2 đứa con ở chung cái phòng. Ủa là đi tìm khách sạn cho 4 người trong gia đình ở đó hả? Đúng rồi, rõ ràng vậy á. Về rồi, ba bay về rồi nè. Sao anh? Ủa gì vậy? Dạ ba. Kiếm được phòng không anh? Khách sạn đâu không thấy nguyên cái ổ luôn. Trời ơi. Ổ gì? Ổ gì? Đi một vòng về là nghe mùi khác liền nha. Tụi cũng nói đi lén phén chứ con nào phải không? Bậy ba không à, không có khách sạn mà. Thấy chưa? Hồi nãy đây con nói con book cho mà ba không chịu. Thôi đủ rồi, khỏi cần. Để tôi đi liên hệ với lại mấy hội chị em bạn gì của tôi. Mệt quá, bực bội. Trời, bà hay ghê. Đi tới đâu không có bạn hết. Má mày là bạn của cả thế giới biết không? Chị, trái cây hả? Trái cây tươi ngon không? Lựa đi em. Trái cây tươi quá. Trụng hàng the chưa? Ê bà nội, sáng giờ chưa ai mở hàng đó. Giỡn, em giỡn thôi, xin lỗi nha. Em. Dạ. Bệnh mới về phải không? Mới về sáng nay. Trời ơi, chị nghe cái giọng của em là chị biết có bệnh mới về rồi. Rồi sang vậy luôn hả? Mua trái cây đi, trời ơi, trái cây chị bảo đảm là tươi ngon hết sảy luôn á. Dạ chị. Ăn nào. Hỏi cái. Sao? Gần đây chị có biết cái khu nào mà cho thuê khách sạn không? Tại vì cả nhà em mới về bây giờ không có chỗ ở. Khách sạn không? Dạ. Biết. Mối quen luôn, tội mối trái cây hoài. Vậy hả? Chỉ em nha. Ok em. Mua trái cây đi, chỉ liền. Mua trái cây hả? Hả? Ăn nào, đó không? Rồi, lấy nửa ký cam đi. Ok em. Đừng có trụng hàng the nha. Không. Dặn kỹ tính đó mà. Bảo đảm. Alo. Anh hả? Cả gia đình tới đây lẻ lên. Dạ, coi vậy với phòng không đẹp đẽ sạch sẽ quá bà. Chứ sao, trời ơi, tôi book mà. Phòng này là rẻ lắm luôn á. Rồi thôi cất đồ ở đây đi. Vô thay đồ tắm rửa rồi chiều cả nhà mình đi chơi nha. Dạ. Con tắm trước. Vừa bên kia có con. Có gì đâu mà dành chứ. Ôi nhôi. Được nghỉ ngơi rồi. Kỳ vậy ta, đóng hết cửa mà gió nó lùa thế ớn. Ủa đâu có ai đâu ta, sao nghe tiếng gõ cửa mà bà có nghe? Út, hai mẹ con đi không kịp chăn chối luôn. Quá trời quá đất. Ủa kỳ vậy ta, cái tiếng gõ cửa rõ ràng mà không có ai. Lấy con nít đi, nó chơi mất dạy vậy trời. Bực mình đi chứ, nghĩ cũng yên nữa. Thôi đi à. Mày có về Việt Nam lần nào đâu mà mày biết. Để chị mày nó tìm. Ừ con hai tìm đi. Tìm đi con. Để con. Cái gì không biết thì lên trên mạng kiếm. Thờ quá, phức tạp quá trời. Khách sạn tốt không có mà. Gấp gối vậy. Có rồi nè. Cũng gần đây thôi, đi theo con. Sao lẹ vậy? Trời ơi con ơi, khách sạn đâu, nãy giờ đi muốn lội vò rồi, không thấy đâu hết vậy. Con tới rồi. Trời Linh đi đâu vậy? Dẫn mấy đứa nhỏ về Việt Nam thăm quê cha đất tổ mà. Là du lịch. Cái khách sạn hả? Dạ. Khỏi ha, khách sạn kia. Đi thẳng cuối đường là tới. Gia đình đừng có sợ, quán này coi ở dưới nó hiền khô à, không có cắn. Đây. Đây khách sạn đó đi tao. Để nó cất đồ đi chút nữa rồi mình vô sau ha. Giờ mình đi tàn tàn tới đó, đúng rồi bên đó. Nào, đi thẳng, vào trái cuối đường. Ủa, đồ hướng này. Đúng rồi, tôi đi đó. Cái này trời. Đồ. Hành lý của mình rồi đó ơi, trời đất ơi, trời đất. Có hai nè. Báo hại không à. Đó, giờ mất hết đồ rồi. Còn gì nữa. Thiệt tình luôn á. Cái vali có mấy bịch xì nách mà nó cũng lấy cho được à. Con đâu có biết là cái hẻm đó nó tệ nạn vậy đâu. Trên mạng người ta đâu có nói là cái hẻm nào có tệ nạn hay không. Làm vô cái khách sạn đó. Rồi giờ sao mất hết rồi. Con nói rồi, không ai chịu tin con. Giờ để con tìm được chưa? Rồi, bây giờ con muốn làm đi, con làm đi. Vậy ba đưa con laptop đi. Nè, cũng may nãy tôi ôm cái giỏ này nha bà. Không là mất rồi luôn á. Trời ơi mệt quá rồi, bây giờ đi đến cái khách sạn đó đi chứ ngồi đi ngoài. Đúng rồi, xong rồi có không? Nhanh chân lên, tới khách sạn thôi. Ba giữ cái giỏ cho kỹ nha. Rồi mày yên tâm. Đi nè, nhanh lên dọc phòng đi, sắp được nghỉ ngơi rồi. Em cho anh nhận một phòng 4 người đặt trước rồi đó. Dạ. Đặt trên Trivago. Ba ơi, nhờ có Trivago mà nhà mình tìm được phòng giá rẻ. Hôm ấy ba cho con với chị ở phòng riêng cho thoải mái nha. Thì ở phòng riêng tổng cộng là 2 phòng ha. Rồi 2 phòng cho thoải mái rồi. Con lên trước nha. Mình cũng lên phòng cho em. Lên anh. Lên phòng thôi. Tôi lướt web nếu thấy có chán cứ kiếm tới mì gõ thơm thơm ngon ngon, vui là chính và những điều hay ho. Make anh make em thương người yêu đang sau ló thì đừng ngờ những chi đến đây xem channel Migo là mình cười vui nước đi để chi được sống thẳng xem